Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nạn nhân bị hành hung vụ làm thơ trang Facebook lên tiếng. Sự việc một người đàn ông ở Quảng Bình đang ngồi ăn cơm thì bị một nhóm đối tượng xông tới tác động vật lý hiện vẫn đang khiến dư luận chưa khỏi hết xôn xao bởi lý do lạ nhách. Do nạn nhân làm thơ đăng lên Facebook. Cụ thể, nguyên nhân người đàn ông ở Quảng Bình bị hành hung xuất phát từ câu chuyện vào ngày 9 và ngày 10 tháng 10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Chính vì thế nạn nhân đã viết một bài thơ châm biếm kể về giải bóng chuyền này và đăng lên tài khoản Facebook cá nhân của mình. Sau đó, có khoảng 7 đến 8 người ở thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy đi hai ô tô ập vào nhà ông L và hành hung khiến ông phải nhập viện. Trong diễn biến liên quan đến sự việc, sáng ngày 16 tháng 10, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã cử cán bộ vào Bệnh viện Trung ương Huế để thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe và làm việc với ông NVL, 55 tuổi, ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, người bị đánh phải nhập viện sau khi làm thơ đăng Facebook thu hút sự quan tâm của dư luận. Ông L đang được điều trị tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Trung ương Huế. Theo Bệnh viện Trung ương Huế, lúc vào viện, bệnh nhân khai bị đánh nhưng không rõ bị đánh bằng gì. Hiện tại, tỉnh táo, đau ngực vừa, bầm tím mắt phải, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Kết quả chụp CT ngực cho thấy có dập phổi hai bên sát thành ngực. Vào hôm nay, ông L được tái khám mắt theo lịch hẹn của bác sĩ. Nằm trên giường bệnh trong thể trạng mệt mỏi, ông L cho biết sức khỏe của bản thân đã có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn còn choáng vì chấn động nặng do bị tác động vật lý sau khi làm thơ đăng Facebook. Thuật lại sự việc nạn nhân trong vụ bị hành hung vì làm thơ trên Facebook cho biết, vào khoảng 20 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10, khi vợ và cháu nội của ông đang ngồi ăn cơm trong nhà thì có người đến gọi cửa. Đứa cháu nghe thấy liền gọi ông ra xem, cứ tưởng ai đó gọi cửa để hỏi việc nên ông L đến mở. Khi ông L vừa mở cửa, thì nhóm đối tượng bất ngờ lao tới, ra tay tới tấp với ông. Ông L cho biết đó là những hành vi rất côn đồ, xem thường tính mạng người khác, vậy nên ông mong muốn cơ quan công an vào cuộc trừng trị những đối tượng thích đáng, theo quy định của pháp luật. Nói về mục đích làm thơ đăng Facebook, ông L cho biết, giải bóng chuyền thể hiện tinh thần yêu quê hương, xóm làng, đoàn kết, người dân các thôn xóm đều cảm thấy vui vẻ. Ông không bức xúc gì hết, thấy người thôn, trong thôn, thôn ngoài. Phản đối, khi thay đổi luật chơi, người dân không chơi nữa và bỏ về. Ông là một nông dân, tuổi đã lớn nên làm bài thơ cho vui vậy thôi, nhưng không ngờ bị những người này tác động vật lý, ông L nói thêm. Ngoài ảnh hưởng sức khỏe từ khi bị đánh đến nay khiến cuộc sống gia đình ông L bị ảnh hưởng nặng nề vì phải nhập viện, không thể lao động kiếm sống. Vợ và con trai của ông L cũng phải bỏ việc để vào chăm ông. Do chứng kiến cảnh ông nội bị hành hung dã man nên đứa cháu nội của ông L có ảnh hưởng tâm lý, luôn lo sợ, đặc biệt khi gặp người lạ. Lời khai khó tin của 7 côn đồ đánh người đàn ông bất tỉnh vì đăng thơ lên Facebook. Sự việc một người đàn ông ở Quảng Bình bị một nhóm người tác động vật lý nghi do làm thơ đăng lên Facebook đang khiến dư luận không khỏi xôn xao trong những ngày qua. Được biết vào tối mồng 10 tháng 10, ông NVL cùng vợ đang ăn cơm thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 7 người lạ mặt đi hai ô tô ập vào nhà hành hung ông L. Những người này đánh ông L bất tỉnh tại chỗ rồi bỏ đi. Theo người thân ông L, trong hai ngày mồng 9 và mồng 10 tháng 10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền. Tuy nhiên, các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu do công tác tổ chức không chặt chẽ. Ông L làm một bài thơ về giải bóng chuyền trên đăng lên Facebook. Sau khi ông L đăng thơ lên Facebook, nhóm 7 người cùng xã với ông L cho là bị xúc phạm nên đã đến nhà đánh ông này khiến người này bất tỉnh. Ngày 14 tháng 10, Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết đang làm việc với 7 người liên quan đến vụ việc đánh ông NVL, 55 tuổi, ngụ xã Ngư Thủy nhập viện do làm thơ đăng trên Facebook. Theo cơ quan công an, 7 người này đều ngụ tại thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy và cách nhà ông L không xa. Những người này thừa nhận hành vi đánh ông L và cho là ông L đăng bài thơ trên Facebook khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Vì bực tức nên 7 người này đã đi xe ô tô đến nhà, yêu cầu ông L gỡ bài đăng và lao vào đánh ông L gây thương tích. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an huyện Lệ Thủy thụ lý điều tra theo quy định.
Ngày 13 tháng 10, cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy đã nhận được đơn trình báo về một sự việc hy hữu vừa xảy ra trên địa bàn khi một người đàn ông 32 tuổi bị một nhóm người lạ mặt ngang nhiên xông vào nhà tác động vật lý, dẫn đến nhập viện nghi là do làm thơ về giải bóng chuyền. Cụ thể, nhân vật trong sự việc này được xác định là anh NVL, 32 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Theo lời kể của anh L, vào tối mùng 10 tháng 10, bố mẹ anh là ông Ngô Văn Lư, 55 tuổi và bà Ngô Thị Mai, 54 tuổi, đang ăn cơm cùng các cháu thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 8 người lạ mặt đi trên hai xe ô tô ập vào nhà hành hung. Nhóm người này ra tay khiến bố anh gục xuống đất bất tỉnh tại chỗ, mẹ anh kịp thời chạy ra sân kêu cứu. Những người này liên tiếp có những hành động hung hãn, đến khi thấy bà con làng xóm chung quanh chạy đến thì những người này mới dừng tay, sau đó bỏ ra xe rời khỏi hiện trường. Khi những người này rời đi, thì lực lượng công an xã Ngư Thủy có mặt ở hiện trường ghi nhận sự việc. Anh L thông tin thêm. Hiện bố của anh đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, thương tích đầy người. Theo anh L, nguyên nhân có thể xuất phát vào ngày 9 tháng 10 và ngày 10 tháng 10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền. Do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Sau đó, ông Lư có viết một bài thơ kể về giải bóng chuyền này và đăng lên Facebook. Anh L thông tin, có thể xuất phát từ bài thơ mà bố mình đăng lên nên những người này ra tận nhà tác động vật lý khiến bố người này phải nhập viện. Vì hàng xóm của anh L thấy trong nhóm người tham gia hành hung có một số người ở cùng xã nhưng thôn khác. Cập nhật diễn biến liên quan đến sự việc trên. Vào tối 13 tháng 10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, công an xã này đã triệu tập làm việc 7 người liên quan vụ ông NVL, 55 tuổi, ngụ xã Ngư Thủy bị tác động vật lý nhập viện, nghi do làm thơ đăng trên Facebook. Theo công an xã Ngư Thủy, bước đầu, những người này thừa nhận đã ra tay tác động vật lý ông Lư. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Theo anh NVL, 32 tuổi, con trai ông L, hiện bố anh vẫn chưa thể ngồi dậy, chưa tự đi vệ sinh được. Các bác sĩ xác định ông L bị tổn thương phổi, nghi có máu tụ trên đầu. Anh L cho biết thêm những ngày qua, các điều tra viên của công an huyện Lệ Thủy đã liên lạc với gia đình để lấy thông tin vụ việc. Triệu tập 7 người liên quan vụ bị hành hung nghi do đăng thơ trên Facebook. Ngày 13 tháng 10, cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy đã nhận được đơn trình báo về một sự việc hy hữu vừa xảy ra trên địa bàn khi một người đàn ông 32 tuổi bị một nhóm người lạ mặt ngang nhiên xông vào nhà tác động vật lý, dẫn đến nhập viện nghi là do làm thơ về giải bóng chuyền. Cụ thể, nhân vật trong sự việc này được xác định là anh NVL, 32 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Theo lời kể của anh L, vào tối mùng 10 tháng 10, bố mẹ anh là ông Ngô Văn Lư, 55 tuổi và bà Ngô Thị Mai, 54 tuổi đang ăn cơm cùng các cháu, thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 8 người lạ mặt đi trên hai xe ô tô ập vào nhà hành hung. Nhóm người này ra tay khiến bố anh gục xuống bất tỉnh tại chỗ, mẹ anh kịp thời chạy ra sân kêu cứu. Những người này liên tiếp có những hành động hung hãn, đến khi thấy bà con hàng xóm xung quanh chạy đến thì người này mới dừng tay, sau đó bỏ ra xe rời khỏi hiện trường. Khi những người này rời đi thì lực lượng công an xã Ngư Thủy có mặt ở hiện trường ghi nhận sự việc. Anh L thông tin thêm, hiện bố của anh đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, thương tích đầy người. Theo L, nguyên nhân có thể xuất phát vào ngày 9 tháng 10 và ngày 10 tháng 10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền do công tác tổ chức không chặt chẽ, dẫn đến việc các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Sau đó, ông Lư có viết một bài thơ kể về giải bóng chuyền này và đăng lên Facebook. Anh L thông tin, có thể xuất phát từ bài thơ mà bố mình đăng lên nên những người này ra tận nhà tác động vật lý khiến bố người này phải nhập viện. Vì hàng xóm của anh L thấy trong nhóm người tham gia hành hung có một số người ở cùng xã nhưng thôn khác. Cập nhật diễn biến liên quan đến sự việc trên vào tối ngày 13 tháng 10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, công an xã này đã triệu tập làm việc 7 người liên quan vụ ông NVL, 55 tuổi, ngụ xã Ngư Thủy bị tác động vật lý nhập viện, nghi do làm thơ đăng trên Facebook. Theo công an xã Ngư Thủy, bước đầu những người này thừa nhận đã ra tay tác động vật lý ông Lư, hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Theo anh NVL, 32 tuổi, con trai ông L, hiện bố anh vẫn chưa thể ngồi dậy, chưa tự đi vệ sinh được. Các bác sĩ xác định ông L bị tổn thương phổi, nghi có máu tụ trên đầu. Anh L cho biết thêm, những ngày qua, các điều tra viên công an huyện Lệ Thủy đã liên lạc với gia đình để lấy thông tin vụ việc.
tiết lộ bài thơ lạ đăng Facebook, người đàn ông bị hành hung thập tử nhất sinh. Vừa qua, mạng xã hội xôn xao vụ việc một người đàn ông đang ngồi ăn cơm thì bị một nhóm người lạ mặt xông vào đánh nhập viện. Sự việc không có gì đáng nói nếu đơn thuần chỉ là vụ hành hung hoặc cố ý gây thương tích, song nó lại làm dấy lên câu chuyện đáng buồn và hết sức nực cười khi nguyên nhân dẫn đến vụ việc hết sức lãng nhách. Cụ thể, tối ngày 13 tháng 10, công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết công an xã này đã triệu tập, làm việc 7 người liên quan vụ ông NVL, 55 tuổi, ngụ xã Ngư Thủy bị đánh nhập viện nghi do làm thơ, đăng trên Facebook. Theo công an xã Ngư Thủy, bước đầu những người này thừa nhận đã đánh ông Lư. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Theo anh NVL, 32 tuổi, con trai ông L, hiện bố anh vẫn chưa thể ngồi dậy, chưa tự đi vệ sinh được. Các bác sĩ xác định ông L bị tổn thương phổi, nghi có máu tụ trên đầu. Anh L cho biết thêm những ngày qua, các điều tra viên của công an huyện Lệ Thủy đã liên lạc với gia đình để lấy thông tin vụ việc. Vào tối mùng 10 tháng 10, ông NVL cùng vợ đang ăn cơm thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 7 người lạ mặt đi hai ô tô ập vào nhà hành hung ông L. Những người này đánh ông L bất tỉnh tại chỗ rồi bỏ đi. Theo người thân ông L, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền. Tuy nhiên, các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu do công tác tổ chức không chặt chẽ. Ông L là một bài thơ về giải bóng chuyền trên đăng trên Facebook. Người thân ông L cho rằng có thể nhóm người trên kéo đến hành hung do ông L đăng bài thơ lên Facebook. Đã có rất nhiều vụ đánh nhau liên quan đến mạng xã hội, có những người chỉ vì khích bác nhau một tiếng, thế là vác dao thanh toán món nợ. Cha ông xưa có câu, lời nói đòi máu, ngồi chơi khích bác nhau có thể bỏ qua, nhưng khi đã đưa lên mạng xã hội thì đó là câu chuyện của danh dự cá nhân. Có nhiều vụ chỉ vì một câu nói đùa trên mạng xã hội mà người bị khiêu khích xách dao, đi đoạt mạng đối phương gây nên những cái chết lãng nhách. Trong nhiều vụ bạo lực học đường, học sinh chặn đường đánh nhau hay vào tận trường ẩu đả. Không ít vụ có nguyên nhân từ lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Ban đầu thì đại chiến bằng lời, sau đó là đại chiến bằng tay chân dao búa. Nhà trường đau đầu, phụ huynh lo lắng bất an. Còn nữa, từ các nền tảng xuyên biên giới này, xuất hiện giang hồ mạng, những tên tuổi như Huấn Hoa Hồng, Khá Bảnh, Phú Lê, Dũng Trọc. Rất nhiều thanh thiếu niên lấy đó làm thần tượng, muốn nổi tiếng nhanh cũng lăm le đòi xuất hiện bằng những quả gây ấn tượng để đưa lên Facebook. Từ loạn trên mạng xã hội đến loạn trong xã hội, cho nên mạng xã hội là ảo, nhưng hậu quả của nó thì thực 100%. Trở lại vụ ông Lư làm thơ đưa lên Facebook bị hành hung, cho thấy mạng xã hội rất nguy hiểm, kể cả người lớn cũng không thoát được họa. Rất may là ông Lư chưa bị nguy hiểm đến tính mạng. Vụ này cũng là một bài học cho nhiều người, nhất là các bạn trẻ trong các quan hệ nói năng, ứng xử trên mạng xã hội. Đừng nghĩ rằng trang nhà mình thì mình muốn nói gì thì nói, chỉ trích ai cũng được, bị đặt chuyện gì cũng xong. Đã có nhiều người bị xử phạt hành chính vì đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội, nhưng chính quyền xử phạt còn là may mắn, anh em ngoài xã hội giải quyết ân oán giang hồ mạng mới khó lường được hậu quả. Những kẻ tấn công ông Lư là có hành vi vi phạm pháp luật, phải bị xử lý, không thể để cho người dân lương thiện bị hành hung mà không được pháp luật bảo vệ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.